Bao bì là một yếu tố quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày, với vật liệu đang được sử dụng chủ yếu là nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh. Bao bì là ngành công nghiệp phụ trợ nhằm bảo vệ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa nằm bên trong. Kinh tế phát triển kéo theo công nghiệp bao bì phát triển, và khi công nghiệp bao bì phát triển sẽ làm gia tăng giá trị hàng hóa. Theo các chuyên gia, thời gian qua, công nghiệp bao bì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Dù vậy, ngành này cũng gặp phải những thách thức trong việc đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế bền vững. Theo các chuyên gia, bao bì được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, với tốc độ trung bình được dự báo đạt từ 15-20% trong những năm tới. Kể từ khi chiến dịch Race to Net Zero, giảm phát thải ròng bằng không xuyên suốt đến năm 2050, được chính phủ Việt Nam phát động, khái niệm kinh tế tuần hoàn và các yêu cầu về tính bền vững ngày càng ảnh hưởng lớn đến ngành bao bì. Đặc biệt, các sản phẩm bao bì có khả năng tái chế cao đang dần trở thành một phần quan trọng trong quy trình vòng đời của sản phẩm. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành bao bì giấy Việt Nam. Theo đánh giá, riêng thị trường bao bì giấy quy mô ước tính đạt giá trị 2,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 4,14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Sản phẩm bao bì để thích ứng với thị trường, với thế giới thì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã có những cái lối đi riêng và cái hướng đầu tư riêng. Sản phẩm máy móc của chúng tôi là cũng đầu tư khác biệt để thích ứng với các sản phẩm của thị trường thế giới. Sản phẩm của chúng tôi thì hiện nay cũng đang cung cấp được khoảng 5-600 doanh nghiệp, và các doanh nghiệp cũng ghi nhận, đón nhận cái sản phẩm của chúng tôi, vì cái sản phẩm của chúng tôi là làm cho gia tăng giá trị sản phẩm của khách hàng. Cái thị trường phát triển ngành bao bì Việt Nam thì chúng tôi cũng định hướng là tương lai sẽ mở rộng thêm dây chuyền thiết bị và nhà máy ở các tỉnh khác, ví dụ như có thể là trên Bắc Giang hoặc các tỉnh khác, để đáp ứng cho các cái doanh nghiệp nước ngoài khi về đầu tư ở Việt Nam là có sản phẩm bao bì để đóng gói. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có khoảng 14.000 doanh nghiệp bao bì, trong đó bao bì giấy là 4.500, nhựa là khoảng 9.200, còn lại là các doanh nghiệp bao bì khác. Nhìn chung, công nghiệp bao bì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Những năm qua, công nghiệp bao bì đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Ngành này cũng được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ sự phát triển của thương mại điện tử và các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại điện tử của Việt Nam dù đang ở giai đoạn đầu nhưng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 25% và đạt quy mô 25 tỷ đô la Mỹ một năm. Những yếu tố trên chính là cơ hội lớn để công nghiệp bao bì Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, các doanh nghiệp bao bì Việt Nam đang phấn đấu và đã đạt được nhiều thành quả riêng biệt cho riêng mình. Minh chứng cho điều này là 90% các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam đều sử dụng bao bì xuất xứ trong nước. Chính vì vậy, công nghiệp bao bì cũng là ngành hấp dẫn nguồn vốn đầu tư từ nhiều doanh nghiệp, nhiều thành phần kinh tế. Tuy nhiên, công nghiệp bao bì Việt Nam cũng đối đầu nhiều thách thức. Doanh nghiệp bao bì Việt, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang bị lấn lướt trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài mạnh về vốn, công nghệ, năng lực quản trị và cả mối quan hệ với các đối tác lớn. Thay vì đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng muốn thâu tóm các nhà máy bao bì Việt Nam để nhanh chóng tham gia thị trường. Ngoài ra, mức tiêu thụ bao bì dự báo liên tục tăng dẫn đến các quy định quản lý chất thải ngày một nghiêm ngặt, gây áp lực cho các doanh nghiệp khi phải có sự đầu tư lớn để chuyển đổi dần sang quy trình sản xuất tuần hoàn. Cùng với đó, vấn đề nguyên liệu đầu vào, khả năng thiết kế và các hệ thống đóng gói thông minh, sản phẩm có khả năng tái chế cao, công nghiệp bao bì xanh, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế bền vững cũng là vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp bao bì Việt. Thì với mong muốn của một doanh nghiệp về bao bì thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được cái sự hỗ trợ của các ban ngành, đặc biệt là VCCI và các cái thông tin của hỗ trợ của ngành công nghiệp Việt Nam, và để cho chúng tôi nắm bắt được các cái thông tin hữu ích và giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi phát triển hơn nữa. Chúng tôi rất mong muốn là tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi về các cái thuế và các cái điều kiện khác để doanh nghiệp chúng tôi có thể có những cơ hội phát triển trong tương lai. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp rất mạnh trong vấn đề là quản lý về năng lượng này, đồng thời cũng lắp một số hệ thống mà điện năng lượng áp mái để và công nghệ của Nhật Bản, chúng tôi đã tiết kiệm được đến trên 60% cái sản lượng điện tiêu thụ của sĩ nghiệp, rồi lại cải tạo theo thiết kế lại tất cả cái hệ thống nhà xưởng cũng như là hệ thống các nhà văn phòng để lắp đặt làm sao đó để hưởng được những cái hệ thống hút gió tốt nhất để lưu thông khí
đồng thời và lấy được cái ánh sáng năng lượng của mặt trời để làm sao đó được tiết kiệm được cái năng lượng điện tiêu thụ cho nhà máy. Theo các chuyên gia trong ngành, để ngành bao bì phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp trong ngành cần thực hiện các giải pháp quản trị rủi ro tài chính, tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác và đầu tư nhằm hướng đến phát triển xanh, sản xuất xanh và bền vững, cũng như tìm kiếm chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp theo quy định của luật bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, EPR, v.v. Bình thường thôi, không phải riêng bao bì mà doanh nghiệp nào vậy mình cần phải mạnh. Và như vậy nó muốn mạnh thì phải có một cái chiến lược rõ ràng và nâng cao cái năng lực quản trị. Và từ cái chiến lược rõ ràng mình biết mình sẽ đi đến đâu, đi như thế nào. Mình có quản trị doanh nghiệp tốt thì mình mới có thể là hội nhập với thế giới một cách chủ động. Các cái hoạt động thông thường của hiệp hội là cố gắng đưa những cái thông tin mới và hữu ích để các cái doanh nghiệp cập nhật. Cũng như hoạt động thứ hai là có thể tổ chức tư vấn các cái vấn đề mà doanh nghiệp yêu cầu, ví dụ như là tiếp cận công nghệ mới, ví dụ như là tiếp cận nguyên vật liệu mới. Hoạt động thứ ba mà hiệp hội có thường làm đó là các cái mở các cái lớp, các cái khóa huấn luyện để giúp cho doanh nghiệp tăng cái năng lực quản trị cũng như là huấn luyện tay nghề cho công nhân. Tận dụng các cơ hội để phát triển, ngoài những chính sách của nhà nước cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, doanh nghiệp bao bì Việt cũng cần nhanh chóng đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, số hóa, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ ở nhiều phân khúc, có phương án phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và mẫu mã của bao bì như bảo quản tốt, tiện lợi, thông minh hơn và đáp ứng truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Cơ hội sẽ dành cho những quốc gia, doanh nghiệp, nhãn hàng nào có sự nhìn nhận đúng đắn và nghiêm túc đầu tư cho công nghiệp bao bì trong giai đoạn tới.